function một giỏ cua tôm cúm cho anh. Ở bên này không có bạch tuộc hay chứ? Sáng con cũng thả rất nhiều bạch tuộc. Dạ. Cảnh này đẹp. Quá đẹp. Con còn thiếu cặp rái cá đi theo mình nữa là ngon rồi. Tạng chó tội nghiệp đó. Nó bơi nhiều tội nó lạnh. Phải không? Con rái cá đi chung không sao. Rái cá đi chung ok. Là con thả tới cái gì? Là con thả tới cá mập luôn á.